Chào các bạn, mình tên là Hiếu, founder của lớp học thầy Hiếu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết viết một câu văn học thuật ở Ben 7.0 với 3 phương pháp cực kỳ đơn giản. Cách đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng từ đồng nghĩa. Chúng ta sẽ nâng cấp các từ vựng cơ bản trong câu văn này. Ở đây mình có một cái câu văn như sau: Because he's a good worker, people in the company always love him. Câu này có nghĩa là mọi người trong bởi vì anh ấy là một nhân viên giỏi cho nên mọi người trong công ty lúc nào cũng yêu quý anh ấy. Đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ là gì? Cách đầu tiên chúng ta có thể áp dụng đó là chúng ta sẽ nâng cấp từ vựng. Chúng ta sẽ nâng cấp từ vựng. Nâng cấp từ vựng thì ở đây mình thấy tính từ good. Good ở đây có nghĩa là giỏi, thì các bạn có thể thay thế từ good này bằng những từ đồng nghĩa tương đương hoàn toàn, và lưu ý là chúng ta phải đảm bảo nghĩa của từ mà mình sử dụng để thay không ảnh hưởng đến câu văn. Competent là một từ. Thứ hai các bạn có thể dùng đó là proficient. Đó là competent hoặc là proficient. Đối với worker, worker là nhân viên, người làm công, thì các bạn có thể thay bằng staff. Lưu ý thì đối với từ staff này mình có thể dùng cho cả danh từ số nhiều và danh từ số ít, và lưu ý chúng ta sẽ không thêm s hoặc là es. Từ tiếp theo đó mình có thể thay đó là employee. Từ tiếp theo mình có thể dùng nữa đó là laborer, có nghĩa là người lao động. Công ty, company là công ty, thì mình có thể thay đó là form. Đúng không? Mình có thể thay là form. Always là lúc nào cũng, thì các bạn có thể dùng là often hoặc là regularly hoặc là constantly hoặc là frequently. Love somebody có nghĩa là yêu quý ai đó, thì các bạn có thể thay bằng cách là adore somebody. Còn về ngữ pháp thì sao? Đối với ngữ pháp thì chúng ta có thể sử dụng because, thì mình có thể dùng là since hoặc là as, seen as, hoặc là các bạn có thể dùng khó hơn đó là due to hoặc là by dint of hoặc là by virtue of. Đó, đối với ngữ pháp thì chúng ta có thể sử dụng seen as hoặc là due to, by dint of, by virtue of. Cách thứ ba chúng ta sẽ kết hợp cả hai cách trên, kết hợp từ vựng cộng ngữ pháp. Thì ta có một cái câu văn hoàn chỉnh như sau. Khi mà mình kết hợp thì mình sẽ có một cái câu văn hoàn chỉnh. Ví dụ như mình sẽ chọn cách là mình dùng phần ngữ pháp là mình sử dụng by dint of. Ví dụ mình nói là by dint of a proficient staff, people in the firm frequently adore him. Đó, thì mình thay vì mình dùng là seen as thì mình dùng by dint of. Sau by dint of chúng ta sẽ cộng cho danh từ hoặc là vật in. Ở đây mình có thể dùng as cũng được. As he is a competent employee. B
People in the form. Constantly adore him. Như vậy mình đã có được câu văn học thuật bằng cách kết hợp. Mình sẽ thay từ vựng và thay ngữ pháp để tạo ra được một cái câu văn học thuật với việc chúng ta sử dụng từ đồng nghĩa cũng như là ngữ pháp tương đương và đảm bảo là nghĩa trong câu văn không thay đổi. Và các bạn lưu ý là các bạn chỉ thay từ vựng khi mà các bạn thực sự chắc chắn về cách dùng của những từ đó. Nếu các bạn không chắc thì các bạn nên vào từ điển Oxford cũng như là từ điển Cambridge để kiểm tra cách dùng. Mình có một câu để cho các bạn luyện tập. Các bạn hãy thực hành với câu này. Một câu, mình có một câu các bạn có thể thực tập. Thực hành với câu này và mình sẽ sửa chi tiết trên comment của mỗi bạn. Đó là because the environment is very polluted, people should limit the use of natural resources. Thì câu này có nghĩa là bởi vì môi trường tự nhiên thì bị ô nhiễm nghiêm trọng, mọi người nên giới hạn việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Từ đây mình sẽ gợi ý một số từ vựng đồng nghĩa, rồi các bạn chỉ việc là thay và kết hợp những cái phần ngữ pháp liên quan đến mệnh đề nguyên nhân. Đó là because, như là mình có thể thay bằng since, as hoặc là due to, by the end of, by virtue of. Thì đây mình sẽ gợi ý từ vựng, một số từ vựng cho các bạn dễ dùng. Các bạn có thể dùng ví dụ như là the environment là môi trường, thì các bạn có thể thay bằng là the natural world, là thế giới tự nhiên. The environment very polluted, thì các bạn có thể thay bằng là heavily contaminated. Trong ngữ cảnh này, mọi người ở đây, trong ngữ cảnh này mình nói về con người nói chung, thì mình có thể people, mình có thể thay bằng humans, loài người. Đối với should, should V0, should cộng cho động từ nguyên mẫu có nghĩa là nên làm gì, thì các bạn có thể thay bằng had better. V limit, ở đây là động từ, limit the use of, nghĩa là hạn chế sử dụng cái gì, các bạn có thể thay bằng là restrict the consumption of natural resources, nó là nguồn tài nguyên thiên nhiên, thì các bạn có thể thay bằng cách là resources from nature, nguồn tài nguyên từ thiên nhiên. Thì ở đây là những từ vựng cơ bản trong câu văn. Đây là những từ cơ bản trong câu văn. Các bạn hãy viết lại câu này. Các bạn hãy nâng cấp lại câu này, luyện tập câu này bằng gợi ý những từ vựng mà mình vừa cung cấp, cũng như là kết hợp ngữ pháp since as, hoặc là due to, by the not, hoặc là by virtue of, để viết ra một câu văn học thuật, và mình sẽ sửa chi tiết trên comment. Hy vọng với phương pháp, với hướng dẫn của mình sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong việc viết một câu văn học thuật bằng cách sử dụng từ vựng, ngữ pháp, hoặc là kết hợp cả hai để tạo ra một câu văn học thuật hiệu quả trong kỳ thi IELTS Writing. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một tim và một follow.